Việt là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Họ đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân Đà Nẵng về vấn đề bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Hơn 3.000 học sinh, sinh viên được tham quan, học tập và trải nghiệm bán đảo Sơn Trà. 15.000 học sinh phổ thông cơ sở được tiếp cận với các hoạt động ngoại khóa với chủ đề môi trường và thiên nhiên. Từ năm 2018, trung tâm giáo dục của Green Việt đi vào hoạt động. Với nội dung học tập phong phú, đây sẽ là nơi bổ trợ cho cộng đồng kiến thức về cuộc sống thiên nhiên quanh ta. Từ đó có những động thái tích cực trong bảo tồn và phát huy các giá trị của thiên nhiên và môi trường.